danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học mới, các em hãy cùng trả lời cho cô một câu hỏi nhỏ sau nhé. Hình ảnh các em đang quan sát được ở đây là bông và sắt. Đố các em biết, 1kg sắt và 1kg bông, cái nào nặng hơn? À, các em rất là thông minh đấy. Đúng rồi, 1kg sắt và 1kg bông nặng bằng nhau. Vậy, tại sao trong đời sống ta thường nói sắt nặng hơn bông? Khi nói như vậy, chúng ta đang ám chỉ đến điều gì? Và nói như thế có đúng hay không? Vậy, các em hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài học này với cô. Chúng ta sang chương 3, khối lượng riêng và áp suất. Bài 13, khối lượng riêng. Ở bài này, các bạn sẽ đi tìm hiểu một số thí nghiệm để nghiên cứu về khối lượng riêng. Và sau đó chúng ta có thể phát biểu định nghĩa khối lượng riêng là gì, viết được công thức tính khối lượng riêng và liệt kê được một số đơn vị của khối lượng riêng. Đầu tiên, chúng ta cùng vào phần 1 la mã thí nghiệm. Ở thí nghiệm này, các em cần chuẩn bị 3 thỏi sắt có thể tích lần lượt là V, 2V và 3V cùng với cân điện tử. Các dụng cụ này dùng để làm gì? Đầu tiên, các bạn sẽ dùng cân điện tử để xác định khối lượng từng thỏi sắt. Tương ứng, chúng ta sẽ được các giá trị lần lượt là M1, M2 và M3. Sau đó, các em hãy ghi số liệu, tính tỷ số khối lượng và thể tích tương ứng vào bảng. Ở đây cô có bảng ghi số liệu như sau. Ứng với thỏi 1 đầu tiên có thể tích là V. Các em hãy cân và cho cô biết khối lượng của thỏi 1 là bằng bao nhiêu. Sau đó hãy tính tỷ số M1 trên V1. Tương tự với thỏi 2 và thỏi 3. Ở đây, cô tiến hành thí nghiệm với cùng một vật liệu là sắt. Và các em hãy đi so sánh các tỷ lệ M trên V đối với từng các thỏi sắt có thể tích khác nhau. Sau đó các em hãy nhận xét về khối lượng và thể tích của 3 thỏi sắt này và đưa ra dự đoán về tỷ số này với các vật liệu khác nhau. Giả sử cô thu được kết quả như sau. Với thể tích của các thỏi sắt lần lượt là 1cm khối, 2cm khối và 3cm khối, cô thu được khối lượng của các thỏi sắt lần lượt là 7,8g, 15,6g và 23,4g. Từ đó, cô tính được tỷ số M1 trên V1, M2 trên V2 và M3 trên V3. Các em có thể nhận thấy rằng tỷ số giữa khối lượng và thể tích của 3 thỏi sắt có giá trị như nhau. Từ đây, chúng ta có thể đưa ra dự đoán các vật liệu khác nhau thì tỷ số thu được có giá trị khác nhau. Để kiểm chứng dự đoán này, chúng ta sẽ làm một thí nghiệm thứ hai. Các em cần chuẩn bị 3 thỏi sắt, nhôm, đồng. Như vậy là chúng ta đã tiến hành thí nghiệm với 3 vật liệu khác nhau, nhưng chúng có cùng một thể tích là V. Và trong thí nghiệm này, chúng ta vẫn cần có một cân điện tử. Dùng cân điện tử để xác định khối lượng của 3 thỏi sắt, nhôm, đồng. Và sau đó chúng ta sẽ tính tỷ số giữa khối lượng và thể tích tương ứng. Và các em cũng ghi vào bảng. Chúng ta sẽ ghi khối lượng của các thỏi sắt, nhôm, đồng và tính các tỷ số M, V. Sau đó các em hãy đưa ra nhận xét về tỷ số giữa khối lượng và thể tích của các thỏi này. Giả sử cô thu được kết quả như sau. Các thỏi sắt, nhôm, đồng cô đều sử dụng có thể tích là 1cm khối. Sau khi cân bằng cân điện tử, cô thu được khối lượng của thỏi 1 là 7,8g, của thỏi 2 làm bằng nhôm là 2,7g và của thỏi 3
là bằng 8,96 gam, là bằng đồng. Từ đây, cô tính được các giá trị M1 trên V2 trên V1, M2 trên V2 và M3 trên V3. Các em có thể nhận thấy rằng các tỷ số này là khác nhau với các vật liệu là khác nhau. Cụ thể, tỷ số M trên V của đồng lớn hơn tỷ số M trên V của sắt và lớn hơn tỷ số M trên V của nhôm. Như vậy, sau hai thí nghiệm này, chúng ta có thể nhận xét rằng với cùng một loại vật liệu, tỷ số M trên V là không đổi. Và với hai hoặc ba hoặc với các vật liệu khác nhau thì tỷ số M trên V là khác nhau. Từ đây, chúng ta đưa ra được định nghĩa về khối lượng riêng như sau. Khối lượng riêng của một chất cho biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó và được tính bằng công thức D bằng M trên V. Trong công thức này thì M là khối lượng của vật, V là thể tích của vật và D là khối lượng riêng của chất. Nếu như chúng ta lấy đơn vị của khối lượng là kg, đơn vị của thể tích là mét khối, thì chúng ta có đơn vị của khối lượng riêng là kg trên mét khối. Hoặc lấy đơn vị của khối lượng là gam, thể tích là cm khối, thì chúng ta sẽ có đơn vị của khối lượng riêng là gam trên cm khối. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đơn vị của khối lượng riêng sẽ phụ thuộc vào đơn vị của khối lượng và đơn vị của thể tích. Các em có thể đổi đơn vị của kg trên mét khối sang đơn vị gam trên cm khối. 1 kg thì bằng 1.000 gam. 1 mét khối thì bằng 10 ngũ 6 cm khối. Vậy sau khi chúng ta rút gọn tỷ lệ này, chúng ta được 1 kg trên mét khối bằng 0,001 gam trên cm khối. Và các em lưu ý, 1 gam trên cm khối sẽ bằng 1 gam trên ml. Bởi vì trong đơn vị đo thể tích thì 1 cm khối chính là 1 ml. Khi biết khối lượng riêng của vật, ta có thể biết được vật đó được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất. Nhìn vào bảng này, các em có thể biết được khối lượng riêng của sắt khoảng 7.800 kg trên mét khối. Khối lượng riêng của nhôm là 2.700 kg trên mét khối. Hay khối lượng riêng của xăng là khoảng 700 kg trên mét khối. Ngoài khối lượng riêng thì người ta còn sử dụng một đại lượng khác, đó là trọng lượng riêng. Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối một chất, ký hiệu là D nhỏ. Công thức tính trọng lượng riêng đó là D bằng P chia V. Trong đó P chính là trọng lượng, đơn vị là Newton, V là thể tích của chất của khối đó, đơn vị là mét khối. Như vậy thì đơn vị của trọng lượng riêng chính là Newton trên mét khối. Dựa vào các kiến thức vừa học về khối lượng riêng cũng như là công thức tính khối lượng riêng, các em hãy giải cho cô một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên, dựa vào đại lượng nào người ta nói sắt nặng hơn nhôm? À, đúng rồi đấy. Đó là chúng ta sẽ dựa vào khối lượng riêng hoặc trọng lượng riêng. Chúng ta đã biết khối lượng riêng của sắt là 7.800 kg trên mét khối, còn khối lượng riêng của nhôm là 2.700 kg trên mét khối. Dựa vào dữ kiện này thì chúng ta nói sắt nặng hơn nhôm. Qua bài tập này thì các em cũng trả lời được câu hỏi ở đầu bài của cô rồi đúng không? Khi người ta nói sắt nặng hơn bông là chúng ta đang hiểu ngầm rằng người ta nói đến khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của bông. Bài tập số 2. Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2cm, 3cm và 5cm. Khối gang có khối lượng là 210g. Hãy tính khối lượng riêng của gang. Để làm được bài này, các em hãy áp dụng công thức tính khối lượng riêng D bằng M chia V. Khối lượng riêng chính bằng tỷ lệ giữa khối lượng trên thể tích của vật. Vậy,
Để tính được khối lượng riêng của gang, các em cần biết được thể tích của khối gang này. Sau đó, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính khối lượng riêng và giải được bài tập. Các em sẽ cùng so sánh kết quả bài làm của mình với kết quả của cô. Cô có thể tính được thể tích của khối gang là V bằng 2 x 3 x 5 bằng 30 cm khối. Đây chính là công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Sau đó, áp dụng công thức tính khối lượng riêng D bằng M chia V. Thay số, chúng ta được 210 chia 50 và bằng 7 gam trên cm khối. Ở đây, bài tập không yêu cầu chúng ta để đơn vị của khối lượng riêng là kg trên mét khối, nên các em không cần phải đổi. Vậy, khi làm các bài tập tính khối lượng riêng, các em sẽ lưu ý đến yêu cầu của bài tập xem có cần phải đổi đơn vị hay không nhé. Sau khi học xong bài này, các em hãy cần ghi nhớ cho cô định nghĩa về khối lượng riêng. Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó và được tính bằng tỉ số giữa khối lượng riêng trên thể tích D bằng M chia V. Đơn vị của khối lượng riêng phụ thuộc vào đơn vị của khối lượng và đơn vị của thể tích, nên có rất nhiều đơn vị của khối lượng riêng như là kg trên mét khối hoặc gam trên cm khối hoặc là gam trên ml. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em hãy học thuộc công thức tính khối lượng riêng, công thức tính trọng lượng riêng và làm thêm một số bài tập trong sách bài tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.